Kính thưa quý vị, cô Đỗ Phượng là một người mới đến với Chúa. Mrs. Phương, who just came to the Lord recently. Cô là một người hầu đồng bóng. She was a person who worked with their spirits. 20 năm cô làm công việc này. For 20 years, she served their spirits. Cô đã đến đây để tin nhận Chúa. She came here to accept the Lord. Câu chuyện cô đến đây tin nhận Chúa cũng là một phép lạ. And her story of her coming here is a miracle in itself. Cô đến đây không phải là để tìm hiểu về Chúa. She came here did not to find God. Cô chỉ đến đây để mà gặp Ngọc Thanh là nhà của tôi thôi. She came here just to meet cô Ngọc Thanh. Và Ngọc Thanh là không cho cái địa chỉ ở nhà nhưng là cho địa chỉ của nhà thờ. Cô Ngọc Thanh did not give her the home address but to the church address. Và cô lái xe đến ngay cái cổng nhà thờ. And she drove her car to the gate of their church. Cô hai bánh xe trước là ở trong nhà cổng và hai bánh xe sau là ở phía bên ngoài. Her two front wheels is are inside the church. The other two wheels are outside of the church. Ngay lúc đó cô có cái tiếng nói suy nghĩ rằng bây giờ phải trở về. She heard a voice that she need to return home. Cô không có muốn vào nhà thờ. She didn't want to enter into a church. Nhưng mà bất ngờ thì Chúa cho tôi là bước ra, tôi không hiểu gì hết, tôi bước ra bên ngoài. I did not know anything but I was stepping outside. Và Ngọc Thanh cô không nói với tôi là hôm nay thì cô Phượng đến đây. Cô Ngọc Thanh didn't tell pastor that Miss Doe will come here today. Tôi cũng không biết ai ngồi trong xe đó. And I did not know who was inside the car. Nhưng mà khi tôi thấy chiếc xe đó thì tự nhiên Chúa nhắc tôi là cứ mời người ta vào. But when I saw the car, I just wave and invite. Và tôi quắt tay mời cô vào. And I wave and invite the person to come in. Vì tôi quắt tay mời vào cho nên cô lái xe vào. Because I wave and invited, so she went. Mục đích là chỉ mê tiếng hát, muốn gặp Ngọc Thanh thôi. Because she loves the voice of Cô Ngọc Thanh and wants to come and hear her. Cô không có biết nhà thờ đâu. She did not know about the church cô here. Cô phải xin trên đài truyền hình để mà xin cái số điện thoại của Ngọc Thanh. She has to ask for their phone number from the radio TV station. Ngọc Thanh nhưng mà tại sao Ngọc Thanh lại không mời tới nhà? And she was puzzled why Miss Ngọc Thanh did not invite khi her. Khi vào đến đây thì cô nghe lời của Chúa. And when she came here, she listened to the word of và God. Và buổi nhóm hôm đó thì cô đã tin Chúa. And in that service, she accepted the Lord. Khi tôi cầu nguyện cho cô thì tay của cô run rất là nhiều. And when I pray for her, she was shaken up. Cô rất là sợ hãi. She was very fearful. Và sau đó tôi nghe câu chuyện là cô là người hầu đồng. And after I hear her story that she was serving as a thưa quý vị, khi mà cô khi mà tôi cô đến nhà tôi một lần nữa thì thật sự là tôi cảm biết quyền lực của ma quỷ rất là kinh khủng. Cho nên ở nhà chúng tôi đã cầu nguyện và mỗi lần mà học kinh thánh, mỗi lần mà đến đây thì quý vị thấy rằng cô từng bước được cái sự giải cứu. Cô Phượng có bằng lòng tin nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa của mình? Cô bằng muốn lòng. Dâng cuộc đời của cho Chúa? Bằng lòng. Cô muốn thuộc về Ngài hoàn toàn? Bằng lòng. Làm con của Ngài? Bằng lòng.
và hứa nguyện rằng là sẽ theo Chúa trọn đời. Amen. Sẽ thờ phượng Chúa, sẽ hầu việc Ngài. Amen. Nhưng vì đức tin của cô Phượng trong giờ phút này, chúng con hiệp ý tại đây, nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh. Amen. Chúa của con. Nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh, con làm phép báp têm cho cô Đỗ Phượng và con dâng cô trong tay của Ngài. Cầu xin Chúa quyền năng của Ngài, tình thương của Ngài, ân điển của Ngài ngự trị bao phủ đời sống của cô Phượng và cho cô được trọn vẹn thuộc về Ngài. Và trong danh của Chúa trong giờ phút này, nhân danh Chúa xin đẩy lui hết tất cả những quyền lực của ma quỷ, của sự tối tăm, của những cái đồng bóng mà bao nhiêu năm qua, 20 năm qua cô đương bị cai trị. Trong danh của Chúa trong giờ phút này, xin Chúa Ngài cứu cô và ban cho cô được giải thoát một cách hoàn toàn. Cô thuộc về Chúa và đời sống của cô có sự bình an, sự vui mừng, có tất cả những bông trái của Thánh Linh. Xin Chúa ở cùng cô và ban cho tâm trí của cô được hiểu về Ngài, ban cho tâm hồn của cô được yêu mến Chúa, thuộc về Ngài, và ban cho tâm linh của cô hoàn toàn là con dân của Ngài, là những chi thể trong thân của Ngài, là những người lính ở trong quân đội của Ngài. Con dâng cô Phượng trong tay của Chúa và nguyện Chúa cho cô hoàn toàn ở trong Ngài, đồng chết về tội lỗi của mình và sống lại một đời sống mới để làm vinh danh của Chúa. Trong danh của Chúa, mọi sự trong Đấng Christ, mọi sự cũ qua đi và nay mọi sự đều trở nên mới trong đời sống của cô Đỗ Phượng. Amen. Amen. Xin Chúa ban phước cho cô Phượng, rồi mời cô đứng lên. Mời cô đứng. Sau khi mà cô Phượng tin nhận Chúa đó, thì ma quỷ lại lôi kéo cô đi vào trong con đường độc bóng lại. After she became a Christian, the devil lured her back in to her lifestyles before. Cô nói với chúng tôi rằng bây giờ 3 tuần tới thì chúng tôi không tới nhà thờ được. And she told us that the next 3 weeks she won't come to church. Và thậm chí tôi nhìn thấy cô trong những cái chỗ độc bóng. And I even saw her at the place where she served the spirits. Và chúng tôi vẫn tiếp tục cầu nguyện cho cô. And we continue to pray for her. Và một ngày kia thì tôi được cái sự thôi thúc rất là nhiều. And one day I was compelled a lot. Chúng tôi gọi điện cho cô. We call her. Và bây giờ cô nói rằng là những người ở tại chỗ đồng bóng đó bảo rằng cô phải đi hầu đồng lại. And the people at the spiritual places call her to come back to their to serve the devil. Cô nói rằng cô không có tiền như ngày xưa nữa. And she said, "I don't have the money like I had before." Mỗi lần đi hầu đồng như vậy là phải bỏ tiền ra rất là nhiều. Every time they serve the spirit, they have to pay a lot of money. Và có người nói rằng là chúng tôi sẽ bỏ tiền cho cô. And they even say that I will pay for you to do that. Và cô nói với tôi gọi điện giống như muốn từ chối, không muốn đến với Chúa. And she told us that she didn't want to come back to the Lord. Và những người đó, ma quỷ cũng nói rằng là nếu mà cô đi quay trở lại với Chúa thì cô sẽ bị bệnh rất là nặng. And they even told her that if you come back to the church, to the Lord God, then you will be having a very severe sickness. Và khi cô gọi điện cho tôi thì cô nói không có ra hơi. And when she called me, she couldn't utter a word. Cô nói cô bị bệnh nặng lắm mà không dám. She said she suffered some severe illness and she did not want to. Nhưng mà tôi nói với cô đừng có tin ma quỷ. Do not believe the devil. Nếu cô tiếp tục tin ma quỷ thì tiếp tục cô sẽ đau khổ. If you continue to believe the devil, you will continue to suffer. Chúa sẽ giải cứu cô. The Lord shall deliver you. Cô sẽ khỏe mạnh. You shall be well. Và cảm ơn Chúa, cô đã đến với Chúa. Thanks to God that she came back to the Lord. Và khi cô trở lại với cái tinh thần rất là mới mẻ. When she returned with a new spirit. Cô nói đúng là nếu ngày hôm nay là cô phải đi chùa. She said, "Today I was supposed to be at the pagoda." Nhưng mà nhiều người mời cô nói không, cô đến nhà thờ. Many people invite her, but she said no. Và chúng tôi rất là vui mừng vì thấy cái đức tin của cô. And we are glad to see her faith. Và chúng tôi cũng muốn bày tỏ điều này để chúng ta nhớ đến cô cầu nguyện. I want to share with you this so you will remember her and pray. Và để chúng ta mạnh mẽ nơi Chúa. So that we will be strengthened in the Lord. Ở trong chức vụ của tôi thì đã có rất nhiều những cái trường hợp về ma quỷ. In my ministry, there are many instances dealing with the devil. Đến nỗi có người khi chúng tôi cầu nguyện thì có người nói là 3 ngày nữa họ sẽ giết cái người đó. And even one instance,
They said in 3 days they will kill that person. Và những người gia đình rất là sợ. And the family members are very afraid. Họ nói với tôi rằng ma quỷ nó sẽ giết con của tôi. And they told me that the devil shall kill their children. Tôi nói đừng tin ma quỷ. And I have confronted. Hãy tin vào Đức Chúa Trời. Trust the Lord, believe in the Lord. Và đến cuối cùng người đó không có chết. In the end, that person did not die. Sau khi được giải cứu rồi. After that person was delivered. Người đó bây giờ hai vợ chồng đó là một mục sư quý vị. Now that couple became pastors. Từ một con người bị quỷ ám. From a person who was being possessed. Người đó bị quỷ ám trong tâm trí. Possessed in their mind. Là một người điên loạn. Like a crazy person. Nhưng mà xin Chúa cứu. But when the Lord God delivered him, người đó đã trở thành một người hầu việc Chúa. That person became a servant of God. Và mãi đến bây giờ thì gia đình đó rất là hạnh phúc. Up to now, that person, that family is very happy. Cho nên cô Phượng mạnh mẽ trong Chúa. Miss Phương continued to be strong in the Chúa Lord. Là đấng lớn nhất. Trust in the Lord, who is the Almighty God. Đến với Chúa chúng ta sẽ thật sự được bình an và phước hạnh. Come to God, you shall have peace, truly have và peace. Và sẽ được sống đời đời trong nước của Ngài. You shall live eternally in His kingdom. Xin Chúa ban phước cho cô Phượng. May God bless you.